Sáng nay, huyện ủy Hòa Vang tổng kết chỉ thị số 10 ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng và phát huy truyền thống cách mạng huyện Hòa Vang. Hiện nay 8 trên 11 xã đã hoàn thành việc biên soạn, xuất bản tập sách lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ xã giai đoạn 1975-2015. Huyện Hòa Vang xuất bản các tập sách lịch sử đấu tranh cách mạng huyện năm 1928-1975. Lịch sử đảng bộ huyện giai đoạn 1975-2015, lực lượng vũ trang huyện 1945-1975, Quảng Xương, Hòa Vang thắm tình kết nghĩa. Trên cơ sở đó, huyện Hòa Vang đã đưa tập sách lịch sử đảng bộ huyện vào giảng dạy trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện, đồng thời bảo tồn, trùng tu các di tích lịch sử, sưu tầm, thu thập tư liệu lịch sử khu căn cứ cách mạng huyện ủy Hòa Vang để phục vụ tốt cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho thế hệ trẻ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.